Bạn nhìn này, chỉ với một chai và vài đường kẻ đã cho thấy một sự thay đổi lớn của sàn nhà phải không nào? Bạn muốn khắc phục các vết ố vàng trên đường chỉ gạch thì còn chờ gì nữa mà không nhanh tay sở hữu cho mình keo kẻ chỉ gạch này đi nào? Một giải pháp mới dành cho ngôi nhà của bạn. Trá một lớp gốm trắng lên chỉ gạch sàn nhà, tiết kiệm biết bao nhiêu chi phí thuê thợ hay các vật liệu cần mua để sửa nhà. Chỉ cần bóp và kéo, bạn có thể tự mình làm ở phòng khách, nhà bếp, ngoài sân cho đến cả trong nhà tắm. Không lo thấm nước, không sợ bám bẩn trở lại, chỉ cần vài thao tác đơn giản thôi, không tốn quá nhiều sức phải không nào? Hãy nhanh tay vì số lượng ưu đãi có hạn, bạn vẫn chưa